Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn giới hạn băng thông cho một đối tượng cũng như là một nhóm đối tượng trên cái con router của hãng Directech. Thì ở đây thì các bạn sẽ vào cái mục là Bandwidth Management. Ở đây sẽ có mục Bandwidth Limit. Đó. Bandwidth Limit thì các bạn enable lên. Và mặc định của nó là Default Limit, có nghĩa là trên mỗi user per user đó. Thì ở đây là TX limit và RX limit là cái mà ba các bạn phát đây, như các bạn nhận đây là upload này, đây là download này. Các bạn hiểu lúc nào như thế thì mặc định nó là sẽ là kilobit, thì mình sẽ để nó là khoảng 100, có nghĩa là mình sẽ cho những user này mặc định là mắc là 100 mbit trên giây upload và download, hẳn 100 luôn các bạn. Thì để mình không muốn ảnh hưởng đến cái limit này thì mình sẽ để cái này nó cao lên, chứ nếu các bạn để cái này thấp thì cũng ok thôi, nhưng mà những cái người mà người ta cần đao cao ấy, thì nó sẽ bị giới hạn. Thì thường thường thì mình để 100 thì có nghĩa là nó thả cửa rồi. Thả cửa rồi, bởi vì cái tốc độ thuê bao của bạn, của công ty cũng như nhà bạn thì nó không đến đâu, yên tâm. Hoặc là các bạn có thể để 1.000 tùy các bạn, không có lẽ hẳn 1 gig luôn cũng chả ảnh hưởng gì cả, vì cái này thì mình để nó đang để chạy thoải mái. Cái quan trọng là cái limit nit này, đó có nghĩa là cái danh sách nhờ mà mình hạn chế thì cái đối tượng cũng như nhóm đối tượng thì ở đây thì mình sẽ làm ở đây. Còn cái trên này mình để cao để mình thả cửa cho tất cả mọi người nhé. Ok, thì ở đây thì các bạn có thể thấy rằng là nó sẽ có này, add một cái giải IP hoặc là một nhóm đối tượng. Về nếu mà một cái giải IP thì các bạn điền IP vào đây 192.168.1. Bắt đầu từ 20 đến khoảng 200 chẳng hạn, hoặc là 50 chẳng hạn, đó là tùy các bạn. Thì cái giải IP này thì các bạn bắt buộc phải đặt tĩnh và gán vào những cái máy mà các bạn cần giới hạn băng thông đó. Các bạn phải đặt tĩnh và gắn IP vào những cái máy mà cần bạn giới hạn băng thông. Các bạn đã phải đặt trước rồi, có nghĩa là các bạn phải ra cái computer hoặc là ra cái điện thoại đặt IP tĩnh lại, đúng từ cái 20 đến 50 đó. Rồi sau đó thì các bạn làm gì ạ? Các bạn sẽ giới hạn cái băng thông của nó là upload và download. Ở đây thì mình chọn là mê cho nó dễ nhé, ví dụ là mỗi cái nó chỉ không được vượt quá 5 mê upload và download thôi, thì bạn sau đó các bạn bấm add là được, add là được. Rồi đấy là một giải IP. Thế còn một nhóm đối tượng hoặc là một đối tượng thì các bạn chọn IP object nhé. Ở đây thì muốn IP group là một nhóm IP thì các bạn vẫn phải khai IP object trước, là một đối tượng trước. Thì bạn vào IP object thì các bạn sẽ phải khai tất cả những cái thiết bị nào mà các bạn cần giới hạn. Interface các bạn để any, tên đây là ví dụ là PCR chẳng hạn đó. Ok, any đây địa chỉ, đây địa chỉ thì có thể là các bạn sẽ gõ thẳng địa chỉ vào đây. Nếu mà các bạn dùng IP các bạn bắt buộc phải đặt tĩnh cho các thiết bị nhé, hoặc các bạn có thể chọn trên này, trên cái danh sách MAC table đây. Hoặc nếu các bạn không muốn đặt tĩnh thì các bạn sẽ chạy theo MAC. MAC là gì? Cái địa chỉ vật lý của các cạc mạng của mỗi cái thiết bị đều có và nó đều khác nhau. Nó như cái địa chỉ số nhà, nhà ông A, nhà ông B, ông C thì đánh dấu là 1, 2, 3, 4, thì cái địa chỉ MAC này tương tự như thế. Thì cái này nó sẽ gắn với từng thiết bị và nó cố định với mỗi thiết bị, nó không thay đổi. Như cái IP này, cái IP này mình phải đặt tĩnh thì nó không thay đổi, còn nếu mình để động thì nó sẽ thay đổi. Nhưng cái MAC này nó sẽ gắn chết cái con thiết bị, khi mà một thiết bị ví dụ như con PC này nó có MAC này 358C này, hoặc con này thì sẽ có MAC khác, và cái MAC này nó cố định với những cái thiết bị này, nó như cái địa chỉ nhà nó sẽ cố định. Thì mình có thể chọn bằng MAC đó, chọn bằng MAC thì nó sẽ rất là, nó sẽ phịch cái MAC với cái IP cho các bạn đó. Thì các bạn bấm ok thôi. Sau khi các bạn khai IP object xong rồi ấy, thì các bạn đây ví dụ PCR đây đó,
Các bạn khai báo xong rồi thì các bạn quay lại cái bandwidth limit này, các bạn chọn chọn cái PCR đó và cũng ở giới hạn nó 5 MB bit trên giây, các bạn add lại thôi. Đó, các bạn add lại thì nó vào đây. Ok, có đây các bạn xóa đi này. Đó. Rồi, thế thì mình sẽ khai báo nhiều cái IP object, nhiều cái đối tượng. Sau đó thì mình vào, nếu các bạn nhiều đối tượng mà muốn giống nhau thì mình có thể sử dụng add nhiều đối tượng vào một cái group. Thì ở đây thì mình sẽ chọn đây NAT hoặc là PCR, những cái đối tượng mình khai báo mình đặt tên. Đối tượng này là đều là up down up down 5 MB chẳng hạn. Đó, để mình biết. Có nghĩa là mình chỉ cho nó up down 5 MB thôi. Sau đó thì mình bấm OK. Thì đấy, đấy là cái khai báo một nhóm đối tượng. Thì các bạn bấm xong thì các bạn bấm OK là được thôi nhá. Bấm add là được thôi. Thì đấy là cách khai báo. Ví dụ ở đây mình khai báo cái con này nó không được up quá 50 MB. Ok. Đó, exit 50 MB rồi. Có nghĩa cái con NAT này, ví dụ con NAT này mình không cho, mình chỉ cho phép nó khoảng 100 MB thôi. Có nghĩa là ông làm gì thì làm, tất cả dữ liệu đổ vào đổ ra nó chỉ 100 MB thôi. Đó. Mình sẽ giới hạn nó lại như thế. Đó, ví dụ con này mình không giới hạn gì, đến kia mình cho hẳn 1 GB cho từng thiết bị, nhưng mà con NAT này chỉ 100 MB thôi. Thì đấy là cái mà mình giới hạn tốc độ băng thông upload download cho một một từng thiết bị một nha các bạn, thì các bạn có thể tham khảo. Chào mừng bạn đến với Smart Review. Đây là kênh chuyên review sản phẩm công nghệ, giới thiệu cập nhật, đánh giá, chia sẻ trải nghiệm thiết bị công nghệ mới nhất hiện nay. Smart Review mong muốn đem lại những video giúp các bạn lựa chọn được sản phẩm ưng ý nhất. Ghé shop chúng tôi tại website smart24h.vn để tham khảo thêm nhé. Và đừng quên bấm theo dõi kênh để cập nhật nhiều video mới nha. Chân thành cảm ơn các bạn.